từ mảnh vỡ tàu Titanic và tàu vũ trụ, có giá 809 triệu đồng. Năm 1912, chiếc tàu được mệnh danh không bao giờ chìm Titanic đã bị chìm ngay trong lần đầu tiên hạ thủy. Trong hành trình xuyên Đại Tây Dương sau khi va phải một tảng băng trôi, con tàu này đã trở nên biết đến nhiều hơn. Sau khi bộ phim bom tấn mang tên Titanic gây sốt trên toàn cầu vào năm 1997, hiện tại, xác con tàu Titanic vẫn chìm sâu dưới đáy Đại Tây Dương và đang bị nước biển ăn mòn theo thời gian. Do vậy, hãng chế tác điện thoại cao cấp Caviar đã đưa ra ý tưởng sử dụng mảnh vỡ thu thập được từ con tàu nổi tiếng này để tạo nên phiên bản đặc biệt của bộ đôi smartphone iPhone 11 Pro và 11 Pro Max vừa được ra mắt. Lớp vỏ của phiên bản đặc biệt này được làm từ titan, nhưng trên đó có gắn một mảnh nhỏ lớp vỏ tàu Titanic, thứ kim loại đã nằm sâu dưới đáy biển 107 năm. Bên trên lớp vỏ được Caviar khắc hoặc hình ảnh gợn sóng của biển, đồng thời được trang trí hình ảnh biểu tượng chân vịt và mỏ neo để gợi nhớ về con tàu Titanic. Là phiên bản sử dụng chất liệu đặc biệt nên chỉ có 10 chiếc iPhone 11 Pro và 11 Pro Max được Caviar tạo ra, bao gồm 3 chiếc iPhone 11 Pro và 7 chiếc iPhone 11 Pro Max. Người dùng có thể tùy chọn một trong 3 phiên bản đặc biệt của sản phẩm, trong đó giá rẻ nhất là phiên bản iPhone 11 Pro với bộ nhớ 64GB, có giá 7.270 đô la Mỹ, tương đương 169 triệu đồng, và đắt nhất là phiên bản iPhone 11 Pro Max bộ nhớ 512GB, có giá 8.440 đô la Mỹ, tương đương 196 triệu đồng.